Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì phỏng vấn phố đi bộ hai con hot dành cho nữ, đó chính là Lilavo Another 13 và Killian Goodwin của bác. Chúng ta hãy cùng nhau xem mà với những người lạ lần đầu ngửi hai mùi hương này thì họ sẽ thích mùi hương nào hơn nhá. Mình đang có hai cái mùi hương gọi là dành cho nữ. Mình muốn xin cảm nhận là các bạn thì mình đã xịt ra giấy cả hai mùi rồi. Vâng. Đây các bạn có thể cầm giấy các bạn ngửi xem. Đây. Xong tí nữa các bạn nào thích tay lên dạo được. Xem cảm nhận của các bạn như nào, hai bạn đổi với nhau xem các bạn sẽ nếu mà cảm nhận ban đầu thì thích mùi hương nào hơn. Con này nồng, nhẹ. Này to lên một chút để mình lấy tư liệu. Ở cái mùi này với em thì nó sẽ hơi sắc một chút, với cả nó sẽ hơi có cái hương bên này thì hơi có hương phấn. Còn bên này thì như em ngửi thì nó hơi có dạng như có quả hương. Như em thì bản thân em thì thích nó vì là nó cảm giác khá là nhẹ nhàng. Em thích cái mùi này hơn đúng không? Dạ vâng. Thế các bạn nào, em thích mùi hơn nào? Em thì em cảm thấy thích mùi này hơn bởi vì trong nó có mùi nhẹ hơn. Còn mùi này thì nó hơi có một chút gì nó hơi đặc sắc quá. Nó hơi phức tạp quá. Đúng rồi, hơi phức tạp. Ok, để mình xem đây mùi gì. Đây là mùi của chai Killian. Đây. Ở đây là chai mà hai bạn thích. Ai muốn test thử A13 không? Có. Test lên thử lên ra đi. Mở ra mà xịt. Thử cổ luôn nhá. Thử thoải mái, xịt thoải mái. Anh đang có hai cái mùi hương nữ ở đây. Anh muốn em mùi nữ nhưng mà em là nam mà. Thì đánh giá mùi hương. Thì mình thấy vừa cái bạn kia, cái bạn kia gái. Không, ý là nam đánh giá mùi hương nữ nó mới khách quan. Anh thử đi. Ở đây anh đang có đây, anh đã xịt ra giấy rồi. Ở đầu giấy này. Đây là đây, mình cứ cầm giấy thử, mình cứ cầm giấy, mỗi bạn cầm một tờ. Đây là hai mùi khác nhau, hai bạn đổi với nhau. Các bạn thích mùi hương nào hơn? Nếu như mà trên người chẳng may một kiểu một bạn nữ nào đấy xịt mùi hương này, một trong hai mùi này thì bạn thích mùi hương nào hơn? Chắc chắn là mùi này. Mùi nào? Cái chả có mùi gì nhỉ? Mùi điếc. Chả ngửi gì luôn. Em thấy thì là mùi này. Em sẽ ngửi này nào. Thật lắm. Sao mùi này chả ngửi mùi gì luôn đấy? Chỉ mùi là khả năng là hơi nhẹ. Mùi nhẹ, mùi thơm. Không ngửi, em không ngửi thêm một mùi gì luôn. Đây nha, đây đưa đây. Nhẹ nhàng hơn. Anh xịt lại xem nào. Anh xịt lại nhá. Rõ luôn. Rõ là đấy kiểu. Mùi này có vẻ gì hơn. Mùi A hơn anh ạ. Đấy. Mùi A hơn đấy hả? Là lý do tại sao thích mùi A hơn? Kiểu em nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn à? Nó không nồng. Rồi ok, đây là mùi hương mà các bạn chọn cho Lilavo Another 13. Rồi đấy, anh cảm ơn hai bạn nhá, chỉ có thế thôi. Mình đang có hai cái mùi hương của nữ thì mình muốn xin cảm ơn các bạn, mình đã xịt ra đầu giấy rồi. Xem mà các bạn đã thích mùi hương nào hơn. Hai bạn đổi với nhau rồi cho nó ngửi, xem các bạn thích mùi hương nào hơn. Thử kia hơn. Cái nào? Nhưng mà cái này vừa ngửi vào nó hơi nồng. ngửi lại đi cho nó chắc. Xịt nhiều sẽ dễ hắt hơn. Nghe cho nam hay cho nữ nhỉ? Cho nữ. Đây là hai mùi cho nữ. Mình xin đánh giá cả bạn nam của bạn nữ thì cái mùi tôi đang dùng nồng. Em đang dùng mùi gì? Victoria Secret cái mùi gì chả nhớ tên. Thế à? Thế là cả hai bạn đều thích cái chữ G này đúng không? Không, mình thích cái này. Mình thích cái đấy ạ. Lý do vì sao bạn thích cái mùi này? Nó dịu hơn ấy. Nó dịu hơn. Dịu với cả những cái mùi nồng, mùi phấn. Mùi nồng, nghĩa là cứ xịt mà nồng quá mình anh hát hơi. Thế à? Chịu thời tiết, cái bệnh của mình. Rồi. Nhẹ nhàng hơn. Rồi, mình cảm ơn. Đây là mùi mà bạn chọn là Lilavo Another 13. Còn một cái mùi bạn nữ này chọn là chai Killian Good Girl. Rồi, mình cảm ơn hai bạn nhá. Vâng, cảm ơn. Mình đang có hai mùi của nữ ở đây. Thì mình muốn xin cảm nhận các bạn là xem các bạn thích mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra đầu tờ giấy rồi, các bạn có thể cầm ngửi. Another 13. Các bạn nữ bạn thích, em thích mùi nào hơn hơn? Em thích mùi đấy hơn à? Vâng. Cái lý do sao bạn thích mùi hương này hơn? Nó nhẹ hàng hơn so với mùi này. Mùi này em thấy nó mùi này nhẹ nhàng hơn này. Mùi này nó mùi hơi hoa quả đúng không? Nó là đào. Vâng. Đào với mận. Nó ngọt. Là ngọt có khi là nghiêng lại nghiêng nữ hơn. Vâng. Mùi này thoang thoảng hơn này. Cái này còn tùy vào nhiệt độ cơ thể. Chai này em mua đúng không? Chai này em mua. Rồi anh cảm ơn nhá. Đây là mùi của em này. Vâng. Đây là mùi của bạn nữ. Bạn nữ muốn xịt thử không? Rồi mình cảm ơn nhá, cảm ơn hai bạn. Và mình muốn xin cảm nhận các bạn, mình đã xịt ra đầu tờ giấy rồi. Các bạn có thể cầm tờ giấy các bạn ngửi ở đầu tờ này. Xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn. Hai bạn đổi với nhau cũng được.
xem là các bạn thích mùi hương nào hơn. Thế á? Chai đấy là chai... Không, cái mùi này nó thế đấy. Nó nhẹ nhẹ như như vậy. Đây là chữ G đấy anh. Ừ, đấy là chữ G, đây là chữ A. Các bạn đã thích mùi cái mùi nào hơn? Em nghĩ là em sẽ thích mùi A hơn. Mùi A hơn à? Lý do vì sao? Nhưng mà đây là của nữ. Đây là của nữ. Của nữ đúng không ạ? Ừ. Không biết nhưng mà em cái ngửi cái mùi này cảm giác như là mùi nào cảm thấy mình dễ chịu và mình thích hơn? Cái mùi A này cảm giác em ngửi mùi này em cảm giác là rất là dễ chịu, thoải mái và kiểu quấn. Ừ, quấn. Ồ, quấn, ok. Có vẻ quấn. Thế các bạn nữ. Lần sau dùng mùi này nhá. Đấy. Về sau dùng mùi đấy. Thế em thích mùi nào hơn? Em thích của mày hơn. Chữ G hơn nhỉ? Lý do vì sao em thích mùi này hơn? Vì em ngửi thấy mùi. Ừ, mùi này nó rõ rệt đúng không? Đây là mùi của bạn nữ thích là chai Killian này. Còn cái bạn nam thích là mùi của Another 13, một chai khá là hot. Rồi anh cảm ơn hai bạn nhá. Rồi ok, anh cảm ơn. Ok, vừa rồi thì mình đã đi quay phỏng vấn khá là lâu rồi. Và thực sự thì kết quả nó vẫn là hòa các bạn ạ. Quan trọng là bạn thích một cái mùi hiện diện rõ ràng như là Good Girl Gone Bad của Killian, một chút trái cây, hay là bạn thích mùi của Another 13. Đó là lựa chọn của bạn. Mình nghĩ rằng là cả hai mùi này đều được mọi người thích. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ sử dụng mùi hương nào cho người yêu mình hay là sử dụng cho bản thân nếu như bạn là bạn nữ? Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được những cái video mới hơn nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại, bye.